Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta lại được tiếp tục gặp nhau nữa rồi. Admin xin kính chúc tất cả các bạn luôn luôn gặp thành công và may mắn trong cuộc sống nha. Nhưng các bạn đừng quên, hãy nhớ nhấp đăng ký và theo dõi kênh để ủng hộ cho Admin nha các bạn. Và ngay sau đây, xin mời các bạn đến với bản tin mới nhất trong ngày. Quản lý cũ chia sẻ ảnh 2 tháng trước của cố nghệ sĩ Mai Phương. Nhìn đôi mắt ngấn lệ ấy mà buồn không nguôi. Đây là khoảng thời gian Mai Phương khá yếu và đối mặt với nhiều vấn đề gia đình nhất. Đã gần 2 tháng kể từ ngày cố diễn viên Mai Phương ra đi, nhưng những ấn tượng tốt đẹp của cô vẫn mãi để lại trong lòng bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Trên Facebook của mình, quản lý cũ Mai Phương vừa chia sẻ hình ảnh nữ diễn viên cùng chia sẻ với người chị quá cố rằng: "Khoảnh khắc này 2 tháng trước, cuộc gọi đến xong nước mắt tự nhiên lại rơi và rối lắm. Mặc dù chưa hôm đó đến chơi với chị, nhìn chị em đau lắm, biết là chị không thể nữa rồi, nhưng phải cố gắng gượng cười để chị không buồn, vì chị hay nói, chị thích em cười lắm. Nên chị mới ghẹo em hoài đó nha chưa nhật. Chị ở bên đó một mình phải vui lên nhé chị." Bức ảnh đính kèm cùng dòng trạng thái khiến người xem không cầm được nước mắt. Vẫn là Mai Phương đó sao, đôi mắt lại sóng sánh lệ, buồn đến nao lòng. Có lẽ giây phút ấy, cô biết mình đã bất lực dù chiến đấu kiên cường với căn bệnh quái ác. Dưới bình luận, Ốc Thanh Vân, người bạn, người chị thân thiết của Mai Phương, chỉ để lại dấu cảm thán mà không viết thành câu. Bóng hồng của làng giải trí Việt đã ra đi, nhưng cô vẫn sống mãi trong tim của mọi người. Quá trình điều trị ung thư đầy đau đớn của Mai Phương trước khi chút hơi thở cuối cùng. Mặc dù phải trải qua vô vàn đau đớn, nhưng Mai Phương vẫn lưu giữ trong ký ức mọi người hình ảnh cô diễn viên lạc quan vui vẻ. Tối ngày 28 tháng 3, diễn viên Mai Phương đã chút hơi thở cuối cùng ở tuổi 35. Sau gần 2 năm điều trị ung thư phổi, sự ra đi của Mai Phương đã khiến đồng nghiệp, bạn bè và nhiều khán giả không khỏi xót xa. Trước khi qua đời, Mai Phương thực sự đã trải qua những quãng thời gian vô cùng khó khăn để chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác. Cô phát hiện mình bị ung thư phổi vào tháng 8 năm 2018 và nhập viện quân y 175 để điều trị. Trước đó, Mai Phương bị ho kéo dài, đau nhức người. Cho đến khi phát hiện ra thì bệnh đã ở giai đoạn muộn, di căn vào xương. Mai Phương được chỉ định xạ trị và dùng thuốc diệt tế bào ung thư. Sau thời gian điều trị này, sức khỏe của cô được cải thiện hơn. Mai Phương xuất viện và chỉ cần đi kiểm tra định kỳ. Mai Phương tiếp tục trở lại với công việc nghệ thuật, dù sức khỏe không được như trước, nhưng cô vẫn cố gắng đóng phim, tham gia game show, talk show để có thêm thu nhập điều trị bệnh và nuôi con. Nữ diễn viên khiến ai nấy nhìn vào đều nể phục, vì từ đầu đến cuối luôn giữ tinh thần lạc quan, tích cực, đối đầu với bệnh tật. Cô tranh thủ đi du lịch, tập luyện nhẹ nhàng, giữ tinh thần phấn chấn, bình yên cho tâm hồn. Đến tháng 9 năm 2019, Mai Phương phải nhập viện cấp cứu vì tình trạng bệnh trở nặng hơn, bụng trướng to, khó thở, đi lại khó khăn vì đau và mệt. Mỗi ngày bác sĩ phải tiêm thuốc cho Phương với liều lượng dùng cho 4 tiếng, nhưng chỉ giúp cô cầm cự được 1 tiếng khỏi cơn đau. Trong những ngày cuối đời, dù bệnh tình đã nặng, sức khỏe thì yếu đi, nhưng chưa bao giờ Mai Phương than thở với người thân, bạn bè hay bi quan bỏ cuộc. Cô vẫn kiên trì điều trị theo chỉ định của bác sĩ, luôn nở nụ cười vui vẻ khi bạn bè đồng nghiệp đến thăm, thậm chí còn động viên ngược lại họ. Nam ca sĩ Ngọc Châu cũng đã vào thăm Mai Phương. Cô yếm yếu đi nhiều, nhưng vẫn động viên người bạn của mình. Dù cơ thể đang rất yếu và đau đớn sau mỗi lần vô thuốc vì căn bệnh quái ác, nhưng bàn tay ấm yếu ấy đã nắm chặt lấy tay anh, giọng yếu ớt: "Cố lên anh nhé, em sẽ luôn ủng hộ anh hết mình, em tin anh sẽ làm tốt." Cho đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời, Mai Phương vẫn lưu lại trong lòng mọi người hình ảnh một cô gái vui vẻ, lạc quan và đầy nghị lực.